Trong hai ngày 25 và 26 tháng 11 năm 2021, Tòa án Nhân dân huyện Thoại Sơn mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nhóm 20 đối tượng gây rối mất trật tự xảy ra vào ngày 5 tháng 12 năm 2020. Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 5 tháng 12, Bùi Quốc Quân, sinh năm 1989, ngụ thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, điều khiển ô tô 16 chỗ biển số 61B01646 chở theo 9 thanh niên khác từ tỉnh Bình Dương đến thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn dự đám cưới người bạn. Trong lúc dự tiệc, nhóm này đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Trần Minh Triết, sinh năm 1984, và Nguyễn Hoàng Tân, sinh năm 1986, cùng trú tại thị trấn Núi Sập. Đến khoảng 15 giờ 5 phút cùng ngày, Quân điều khiển xe ô tô chở cả nhóm đến khu vực ấp Đông Sơn 2, thị trấn Núi Sập để đánh nhau với nhóm của Triết và Tân. Trong lúc đánh nhau, hai nhóm sử dụng dao tự chế, mã tấu và súng. Hậu quả, Triết bị chém vào đầu, còn Tân bị chém hai nhát vào người, được đưa đến bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang cấp cứu. Sau khi gây án, các đối tượng liền lên xe Quân chở quay về Bình Dương. Tuy nhiên, khi xe này đến đoạn quốc lộ 91 thuộc phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, thì bị 9 thanh niên đi trên 5 xe máy mang theo nhiều hung khí truy đuổi, chặn lại, đập vỡ kính và xảy ra ẩu đả khiến 6 người bị thương. Khi các đối tượng trên xe đến bệnh viện gần đó để điều trị thì bị lực lượng công an bắt giữ. Tòa án Nhân dân huyện Thoại Sơn đã quyết định tuyên phạt Trần Quang Tân, Trung Minh Chiến, Lê Đức Quy tựa Quy Rùa 2 năm 6 tháng tù. Các bị cáo A Bên tựa Hùng Si Cô, Võ Quốc Hải tự Quẹo, Phạm Cao Đặng, Quách Văn Linh, Linh Dè, Nguyễn Nhật Thiên, Ba Heo, Trần Văn Phong, Phong Vua, Phan Xuân Tương, Nguyễn Ngọc Thạch bị tuyên phạt 2 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng. Các đối tượng Trần Minh Triết, Tèo Ba Năng, Tèo Việt Mỹ, Nguyễn Tú Anh, Phạm Phước Lắm, Võ Thanh Sơn, Dương Quài Sĩ, Bùi Quốc Quân, Nguyễn Bình Trí, Nguyễn Văn Tuấn tựa Tuấn Nghèo, Trịnh Văn Nhí, Ba Chớp bị tuyên phạt tù từ 7 đến 11 tháng về tội gây rối trật tự công cộng. Do các đối tượng đã chấp hành hình phạt tù bằng giới thời hạn tạm giam nên được trả tự do tại tòa.